chứ tôi. Không quá mười ơi. Kìa mọi người, có con heo rừng kìa. Chào mọi người nhá, hôm nay mình lại tiếp tục làm video nhá. Giờ mình xuống cái suối này á, cái suối này nó cạn hết rồi mọi người ơi. Trước đây mình xuống, mình thấy cá chết rất nhiều ở trên này luôn. Cá to cũng có, nhỏ cũng có luôn. Bây giờ mình xuống mò mò dưới đây xem có cá không nha. Nhưng mà gặp cá chết là mình lấy cá chết để nướng ăn cho mọi người xem luôn. Bây giờ để mình đây nè. Mình sẽ xuống dưới này xem có cá nào không. Rồi, ra đi nha. Ủa, sâu lắm mọi người ơi. Chỗ kia rất nhiều cá kìa, đấy. Đấy, mọi người thấy không, đấy cá kìa. Chết rồi, hôm nay mình không có đem hết mọi người ơi. Rồi. Đấy, cá kìa, đặc luôn kìa. Nhiều cá luôn mọi người, cái kìa, đấy. Nó nhảy nhảy qua mặt nước á. Bây giờ chúng ta thử tay không để mò cá trên này có không biết. Thử nha. Đây, cá kìa. Nó nhảy nhảy kìa mọi người ơi. Có nhá. Khó lấy lắm mọi người ơi. Bị dính vào đá luôn mọi người ơi. Cái gì á, nó bị kẹt dưới đây luôn rồi. Mọi người chờ tí nha, để mình lấy cái cây chạy thôi. Nó bị dính vào đá. Là khó lấy luôn. Bây giờ cá bây giờ nó kẹp trong cái đá mọi người, kẹp trong cái hang đá như này, đẩy vô nó kẹp vậy á. Để mình lấy đồ đây nha. Cái cá nó kẹp trong cái đá mọi người, kẹp như này nè, nó kẹp như này nè, mình đẩy vô nó kẹp như vậy á. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy cái cây chọt xiên nó luôn, xiên cho nó dính vào đây luôn. Rồi đây, nhọn rồi nha. Đây, đây. Chết rồi. Chưa chạy được. Đây nha, cá trê nha. Thấy không? Đủ cá gì đây mọi người. Nó keo kìa. Không phải cá trê mọi người ơi, nó cá
cá gì đây? Đây này, cá này kỳ lạ lắm, biết có ăn được không? Đấy nha, cá lạ nha. Đây mình để ở trên này. Để đây nha. Đây nữa mọi người ơi, ở đây có nữa nha, để mình lấy cái cây xiên luôn. Đây, thoát rồi mọi người ơi. Rất là khó lấy mọi người ơi. Cái này to hơn á. Có lấy thì người ấy có ép được hả? Cụi cái này. Cá rất là khó lấy mọi người ơi. Cá khó lấy quá mọi người ơi. Kẹt trong cái hang đá. À. Thôi chắc là bỏ qua mọi người ơi, rất là khó lấy lắm luôn á. Coi cái hàng khác đến nào.
Đó, bắt quá. Nước nó cạn rồi á mọi người, cho nên là cá nó nhìn phải ở dưới này coi. Rồi, có cái hang nào không? Nếu có hang thì chắc bắt theo đi, bắt được không? Mình giờ mình sang cái kia đi. Nước này rất là mùi thối mọi người. Rất là nước là mùi luôn. Chỉ có một số loại cá mới ở được cái nước này. Cá như lúc này mình bắt được á, mình nghĩ một số cá khác là không chịu nổi đâu, chết hết luôn. Hiện tại nước này bây giờ rất là nóng luôn nha mọi người, nóng như gì luôn, giống như nước sôi tầm 20 độ luôn. Chưa thối mọi người ơi, nó gần bị thối rồi. Mọi người biết vì sao nước này rất là bẩn, rất là độc nha mọi người. Biết vì sao mấy con cá chết nhiều lắm, ở trên kia chết đầy luôn. Hôm bữa mình có làm video cho mọi người xem đó, chết rất nhiều cá luôn ở suối này á. Bây giờ mình thấy cá này thì nó chưa có bị thiêu hay là thối mọi người ơi. Vậy là may mắn mình rồi. Còn không biết. Đấy nhá. Bây giờ mình sẽ lấy cá chết này mình ăn. Mình đem về nhà mình chế biến món cho mọi người. Cá này gì mà người đỏ đỏ đây mọi người. Mình sẽ không nói tên cá này ra nha, mình sẽ cho mọi người biết, cho mọi người xem để comment ở dưới nha. Đây. Cá này nó kêu này. Có nghe kêu không? Đấy. Cá này giống như cá mập đó mọi người. Bây giờ mình sẽ nướng cá này nhé. Cá này nó bốc mùi rồi mọi người, bây giờ mình sẽ ăn nó, kéo nó thối. Bây giờ mình sẽ nhóm lửa đây. Bây giờ mình sẽ nhóm lửa tại đây nha. Nếu mà để về nhà là nó thối hết mọi người ơi. Mình sẽ nhóm lửa đây luôn. Để cá ở đây này.
Rừng này nó lạ lắm mọi người ơi. Rừng này là rừng mình phải gọi là rừng già mọi người. Không có cái cây gì luôn á. Đây cho mọi người xem. Cho mọi người xem cái rừng này nha. Đấy. Mình tính kiếm cái cây tre mọi người ơi. Mình tính kiếm cây tre á để mà bỏ cá ở trong để mình nấu á mọi người. Vì mình không có mang cái son cái nồi á. Mình không có đem cái son cái nồi á mọi người ạ. Cho nên là hơi khó nha. Rừng này cũng xa lắm mọi người ơi, không phải gần đến nhà mình đâu. Nhưng mọi người đã thấy kìa, cái cây cối bên này không phải như cây bên kia đâu. Rừng này bị cháy tại sao mọi người ơi. Đùa có lan kìa mọi người ơi. Chắc là mọi người không thấy đâu, trên kia có lan đó mọi người. Rất đẹp luôn, nó đang nở hoa trên kia rất nhiều lan luôn á, đủ thứ lan luôn. Giờ mình tính kiếm cái cây cây tre mà không có nè. Để mà hấp cá, bỏ cá ở trong mình hấp cho mọi người. Chỗ này không có đồ như này chắc mất ngon quá. Cá nó hơi bị thúi một tí thôi mình ơi. Chắc là mình vẫn phải xử lý thôi, ăn thôi. Mình nướng cho mọi người xem. Để mời mọi người cùng ăn. Giờ mình chặt cái cây lai này chiên đó mọi người ơi. Cái cây lai này chiên con cá mình ơi. Không có cái dụng cụ nào luôn. Vì mình không có chuẩn bị trước cho mọi người, mình không nghĩ là có cá to như vậy mọi người. Mình nghĩ là bắt cá nhỏ rồi nướng thôi, cá to thì nướng phí quá. Thôi giờ mình chiên thôi. Bây giờ mình sẽ nướng cá theo thời nguyên thủy nha mọi người. Ô, cháy quá rồi. Không còn cách nào khác nữa. Tại vì ở đây trong rừng mà mình phải làm theo nguyên thủy thôi. Nhưng mà thời nguyên thủy thì cũng có rất nhiều cách nha. Nhưng mà cái rừng này nó cháy hết rồi. Không còn cái cây lỗ cây tre nào để mình tính là đưa vô cây á, là mình nấu bằng cái cây tre rất là ngon luôn. Giờ mình sẽ nướng cả cái cá này nữa. Cho nó cháy từ từ. Này yên thơi bị cháy quá rồi mọi người. Mình xoay cái này tí đã. Ôi ôi không xoay được rồi. Sao có xoay vậy ta? Ây da. Rất khó xoay mọi người ơi. Cá này rất là nhiều dầu mỡ mọi người, này nó mỡ như gì luôn.
giống như cá trê vậy đó. Nhưng mà nó không phải cá trê nha. Cá kinh chín rồi mọi người ơi, đây này. Cá nhỏ này chín rồi nha. Cá này rất là giàu mỡ luôn mọi người, nó rất là béo luôn. Để mình chấm cho mọi người xem nha. Đây. Cái này là mắm Asin ngon với ớt nha mọi người. Đây nha. Quá ngọt luôn mọi người ơi. Ngọt đúng nha. Nó hơi đắng đắng một tí á. Lần đầu tiên mình ăn cái loại cá này mọi người ơi. Nó giống như cá trê mọi người ơi. Y hệt cá trê luôn. Mùi vị giống như cá trê luôn, nhưng mà nó khác là nó biết kêu. Nó cũng có râu như cá trê luôn. Chắc các bạn ở đâu đó, chắc các bạn biết ở Tây Nguyên thì cá này hơi bị hiếm á. Chắc này chắc đột biến hay sao mọi người ạ. Mọi người cùng thưởng thức nha, mời mọi người nha. Nước này rất là ô nhiễm luôn. Như mọi người thấy này, đây này. Nước này này, đấy. Rất là hôi luôn á. Bây giờ mình dám ăn cá này, không biết có bị sao không, không biết nữa. Mình sử nuốt cái này cuối cùng luôn. Đây. Ngửi đây nha. Quá ngon rồi mọi người ơi. Cái suối này trên kia là hết nước luôn rồi mọi người ơi. Bây giờ từ chỗ mình đứng bây giờ tới dưới kia là có nước thưa 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 vậy thôi. Không còn nước nào nữa. Cả nhà mọi người cá chín rồi nha. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cá. Wow. Rất ngon luôn mọi người ơi. Mời mọi người ăn nha. Quay lại. Rất là ngon luôn mọi người ơi. Đây nhá. Cái này mình cho cameraman ăn nha mọi người. Cameraman là nữ nha mọi người ơi. Tội lắm. Nó thèm lắm. Rồi bây giờ mình cho cameraman ăn tiếp này. Giờ mình ăn nha, mọi người xem nha. Cá nó hơi bị... Con cá này á. Cá này nó hơi bị... Nó bị thối mọi người ơi. Tại vì là mình thấy nó chết sẵn rồi á. Bây giờ mình cứ ăn đại đi. Đây. Rất là ngon nha. Ngon hết chảy luôn. Không quá mùi ơi.
Kìa mọi người, có con heo rừng kìa. Đấy, đấy, đấy. Mọi người ơi, mọi người có thấy cái kia không? Đây, 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 đấy, đấy. Con kìa, con heo rừng kìa mọi người ơi. Con heo rừng nha, đấy. Để mình xem kỹ nha. Giờ mình sẽ xử lý heo rừng kia. Mọi người thấy không? Đây, 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 heo rừng nha. Heo rừng nha mọi người. Đó, 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 đó. Chúng ta sẽ xử nó. Heo rừng đó mọi người ơi. Đi kìa. Chết rất nhanh luôn. Nó không sợ người luôn mọi người ơi. Đi kìa. Đấy, nó kêu kìa. Đây này mọi người ơi, chỗ chân này rất nhiều luôn này. Quá ghê luôn, có heo rừng mọi người ạ. Mọi người có thấy cái mà mình nhìn thấy không mọi người? Mình không ngờ là chỗ này có heo rừng mọi người. Chắc bữa sau là mình sẽ làm cái bẫy cho mọi người xem. Mình sẽ làm cái bẫy đặt ngay cái khu này này. Nước mà sắp cạn rồi này. Nó hay đi uống nước ở đây à mọi người ơi. Lúc nãy nó ở đây này. Đây này. Lúc nãy là nó ở đây này. Đây. Nó đi uống nước ở đây nha. Và đây là chỗ mình bắt cá lúc nãy nha. Quá ghê luôn mọi người ơi. Mình không nghĩ là rừng này mà không có cây non hay là gì hết mà nó có con heo. Chỗ này mà thợ săn biết chỗ này á, thợ săn động vật mà biết là coi như xong luôn á, cái heo rừng đó mọi người ơi. Không thì gặp cái này rồi, con heo đó. Đủ. Đây, con cá vừa mới đây này. Con cá đây. Con nó gặp may á. Còn heo đang gặp may mắn lắm mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ lấy cái rau rừng này cuốn với cá ăn nha mọi người đây. Cái rau này. Đây này. Đây. Chắc mọi người cũng biết ở đâu này. Không ngờ là ở trong rừng này cũng có rau này. Rau này là mình ăn với cá nha mọi người. Rau này rất hợp luôn. Đây. Mình sẽ cuốn với con cá này. Đây, nó hơi bị thúi một tí không sao nha. Đây nha, mình sẽ bỏ ở đây. Mình lá, đấy, lấy cái chỗ phần hạt này. Ôi dồi ôi, nóng quá mọi người ơi. Đây, mình sẽ chấm với muối mọi người. Đó nha. Cá không ở trong nha. Ngon. Nó hơi mùi một tí, cá nó hơi bị mùi mọi người ơi, mùi thối một tí nha mọi người. Nhưng mà chưa thối lắm đâu, vẫn ngon. Cuốn tiếp cho mọi người xem nha. Tiếp.
Cá này hơi bị ấy thôi mọi người ơi. Rất ăn mạc, mọi người ăn mạc lắm. Ngon. Quá ngon lắm nha. Wow. Đây nha. Nóng. Quá ngon mọi người ơi. Hôm nay mình được may mắn á. Con heo rừng lúc nãy là mình bắt không kịp. Mình chạy hết sức luôn, không kịp luôn. Nó chạy nhanh mà nếu mà người thợ săn thì được. Có súng bắn là được mọi người ơi. Mình chỉ không ngờ là có con heo rừng ở trong này. Chắc trời cũng muộn rồi mọi người ơi. Mình xin phép mọi người mình nghỉ xin ấy nha mọi người. Cá này bây giờ nó thối rồi. Nó bị thối rồi mọi người ơi. Mình chỉ ăn thử quay cho mọi người xem thôi. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh mọi người ơi. Bye bye mọi người nhé.